thì mình sẽ xuống tới trung tâm thị trấn Cái Dầu nha cô chú anh chị. Trung tâm này, thị trấn Cái Dầu này thì là khu hành chính của huyện nè cô chú.
mới dọn hàng ra thôi. Đó, đây tôi gọi bánh nè, bông này kia nè, đầy đủ nè. Chợ này thấy buôn bán cũng tấp nập luôn. Đây rồi nè, ở dưới thì đập một lần lại cái chợ mới.
đây là trung tâm thương mại và thị trấn, thì trung tâm thương mại huyện cô chú, thì xe cộ rất là đông luôn nè, bà con đi chợ đông lắm. Phía trước là xe rất là đông luôn cô chú chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là nhiều luôn nha. Giờ này chạy vô nó ngược nắng này cô chú. Đó, em cố gắng nha. Đó, con cua này kia là đầy đủ nè. Đây, đó, cá. Rất là nhiều cá luôn, cá heo nè. Đó, đó. Cá rất là nhiều nha cô chú.
đây luôn nè. Đó. Để vô đây ghi hình chụp trước điểm trên nha. Trong này là dòng chợ nè. Đó, trong kia lòng chợ bà con bán cũng rất là nhiều nè, thịt heo này kia nè cô chú. Trong đây để bán thịt heo để kia nha. Rất là nhiều luôn à, theo với nông sản này kia cô chú. Rồi mình sẽ đi ra đường này nha, bên đây cá cũng rất là nhiều đây nè à, cá này kia nè rất là nhiều nha. Đó, đó dài dài bên đây thì cũng có bán cá này kia rất là đủ à.
cái chợ cũ dưới đây, cô chú chị mình sẽ thẳng lên trên đây nè, đó là mình sẽ vào cái đường chợ mới nha. Đây em ghi hình cái chợ mới rồi đó, thì em đã một vòng lại tới cái chợ mới cho cô chú chị mình xem cái đường đi cái nữa. Đây là tới gần cái đường vào chợ mới nè cô chú chị. À, giờ video em xin kết thúc đây nha cô chú chị. À, cô chú chị với video tiếp theo của em ha. À, đây là có cây xăng này cô chú. Cây xăng thì có một cái đường đi vào chợ cái dầu mới. À, đường chợ cái dầu mới là đường này nha cô chú. Đây. À.